Sau va chạm với ô tô 7 chỗ trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tài xế xe khách mang bột giật giống kiếm Nhật đến đập cửa và có hành vi đe dọa tài xế xe ô tô 7 chỗ. Vụ việc xảy ra vào hôm qua và đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý. Theo thông tin ban đầu, tài xế tên viết tắt là THK 32 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh trình báo vào lúc 15 giờ chiều qua đã lái ô tô 7 chỗ chở khách lưu thông trên cao tốc hướng từ Tiền Giang đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn thuộc địa phận tỉnh Long An đã xảy ra va chạm với xe khách loại 29 chỗ mang biển số Tiền Giang. Sau va chạm, xe khách chạy vượt lên và chặn đầu ô tô 7 chỗ. Thời điểm đó, một người đàn ông mặc áo trắng cầm kiếm từ xe khách bước xuống đi đến đập cửa kính và có hành vi đe dọa tài xế xe 7 chỗ. Sau khi đe dọa, người đàn ông này bước lên xe khách và rời đi.